Hello, xin chào tất cả mọi người nhá, đã quay trở lại với video tiếp theo của mình mọi người ạ. Và hôm nay mấy anh em đi xoay ếch xoay nhái nha mọi người nhá. Mọi người nhớ đón xem và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Và mình sẽ đi soi vào suối này mọi người nhá, suối vào tận sâu trong kia. Xem liệu có được không hôm nay. Hiện tại bây giờ mới được có mấy em cả bạt thôi. Còn ùn. Một bạt. Ừ, con hợp quần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Để khá là trơn mọi người ạ. Phải đi ban đêm này. Phải đi rất cẩn thận nhé. Không ngã đấy. Cái cú này. Ừ, cú này. Ô yêu tinh nhện. Ô thằng. Ô con mẹ sách. Con mẹ, con mẹ, con mẹ, con mẹ. Đây mọi người ạ. Hứa nhanh. Nó xoay bên tông. Đây, gặp trúng mánh rồi mọi người ạ. Cô xoay bên tông. Các tự nhiên hả? Ủa, mọi người ạ. Ngon rồi, ngon rồi, mùi ngon rồi. Đúng rồi. Ngon rồi, mùi ngon rồi. Đây mọi người nhá, những con nén xuống đẻ trứng đây mọi người, trứng của nó đây. Đây với nhau mọi người nhá, đấy. Sau là hắn nở ra thành lòng nọc cho mọi người nhá. Mùa Covid cô veo này đi bắt ếch bắt nhái thôi mọi người ơi. Đây cái con mẹ này. Yêu tinh nhện. Đấy. Thế là có mồi rồi mùa Covid này.
tiếp thác khá cao mọi người ạ. Mẹ rồi. Gặp cớm rồi. Vì miếng ăn thì phải treo. Vì Covid, Covid không đi làm ăn được. Phải đi mấy cái thác này mọi người ạ. Ếch nhái không có mấy, ngoài kia được mấy con. Xuống. Con được xuống. Đấy. Được một con da xanh. Con này ngon lắm nha mọi người nhá. Đừng có thấy da xanh xanh thế này mà vứt đi nhá. Đấy. Ngon chưa? Cháo chuột rừng nhá mọi người nhá. Đấy. Thêm một em. Loại ếch này khó bắt mọi người nhá. Rất trơn. Nó khôn lắm. Nên uống tăng mau thôi. Tăng chúng chứ. Nhưng mà tăng chúng thì mới tăng mau. Đó là bố mày. Nó mỏ ếch. Cú đá. Và bây giờ bọn mình bắt đầu quay ra nhé mọi người nhá. Đang đi vào hết khe rồi. Cũng có mấy anh em mình đang quay ra. Đang soi ra đường nhá. Ra đường ô tô. Đấy là gì? Đúng. 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 Có trong bắt cho mấy chị ấy. Còn một. Ngon mọi người ạ. Quả mìn. Quả dâu da rừng mọi người nhá. Cái trong hút mà vật xin với chị ấy. Đây ăn thừa người ta thôi. Quả mìn đấy. Ui, khá nhiều đấy mọi người ạ. Cái mấy thì bỏ, không có nào. Bỏ, bỏ tên phụ. Hát cái con nào cả hằng. Cầm của cả buổi chiều, cả buổi tối ngày hôm nay nhá. Của ba anh em. Đấy, được tầm khoảng 3 cân nhá mọi người nhá. Đấy, sắp đầy cả chậu luôn. Đây, sản phẩm của cơm tối ngày hôm nay nhá mọi người nhá. Mình xin phép kết thúc video ở đây mọi người nha.